Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh. Theo quyết định được công bố tại hội nghị, điều động Phó trưởng ban thường trực Ban nội chính Thành ủy Trần Thị Kim Hoành đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tư pháp. Điều động Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Văn Quang đến nhận công tác tại Ban nội chính Thành ủy giữ chức Phó trưởng ban. Chỉ định Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Quang Vinh giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Quận ủy, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp nhận Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Lương Thạch Vĩ làm công chức và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá cao năng lực quá trình công tác của các đồng chí và đề nghị tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, đeo cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể đơn vị mới quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng e ngại giữ mình ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chung trên địa bàn thành phố.